Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dung Á đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với Stick Legacy. Thì sẽ quên được chuyện bắt đầu video các bạn nhớ để chúng mình like, mình xem, mình đăng ký nha. Rồi, bắt đầu thôi nào. Chơi này, chắc là mình chơi chế độ nhiệm vụ hàng tuần có gì mới không? Không có các bạn ạ. What the hell? Sao mình lại chơi trước những bạn ở đường ấy? Shit. Sao mình lại chơi trước được những bạn này đấy? À bạn này không được quá ạ. Ô tại sao những bạn này nó khóa mà sao mình chơi trước được? Vô lý. Nó kệ đi các bạn. Tự dưng lại được chơi trước. Nào. Nâng đòi tí vào đây. Đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn, đó chính là mình sẽ làm cây cung vàng trong làng bắn cung nhá. Ok. Phá hủy tượng địch. Đây cây cung vàng đâu rồi? Ok. Trên này đúng không? À vừa vào đã được cái tăng sức mạnh cho Spartan rồi. Nhưng rất tiếc đây rồi, cây cung vàng bạn ạ. Nghe phê đấy. Tiêu. Mấy anh này được vàng mã hết quá nhỉ? Được mã vàng mã hết chất chưa? Quá là VIP luôn, hơi bị mạnh đấy các bạn. À hay quá, địch ra cái khổng lồ rồi. Lên cho anh em xem thử sức mạnh nhá. What the? Sao địch lại có nửa tay nửa tạo? Chết bà rồi. À chơi one hit bỏ đi one hit. Lên lại. Oh shit, địch đến nhanh quá bạn ơi. Nhanh em đâu? Tất cả nó sẽ tự hộ viện cho mình bạn ạ. Cái này mình không làm nhá bạn nhá, cái này mình không làm nhá. Cái này là do nó tự hộ viện cho mình bạn ạ. Thôi kệ bà đi, nó cho mình cũng được bạn. Thực sự thì mình không cần lắm nhưng mà thôi kệ đi, cho thì mình nhận. Ok luôn. Mình không hề bấm cái đấy, thực sự lại có nhỉ các bạn nhỉ. Trời ơi, chất lượng chưa? Quân đông chưa? Hình như là nãy mình bấm vào cái gì mà nó sáng mắt con tượng của mình anh kìa. Mình quên mất rồi các bạn. Đâu rồi ra? À đây. Tượng của bạn sẽ lấy lại hồi sinh lực và bảo vệ nó bằng laser mạnh mẽ trong 20 giây. Đúng rồi. Nào, mình sẽ sử dụng. Thấy em chưa? Chết cha rồi, bấm này làm gì? Tèo, địch ra cái gì mới chưa? Thè địch cảm giác nửa tay nửa tao vãi. Nãy thì thấy mọi người khổng lồ bình thường không có skin, giờ lại có skin bạn. Mày xem đây. Cho bọn quân lính mình chết sạch đi. Chủ yếu là cái con cầm cung mình bắn mà. Đấy, thôi, mình sẽ đợi cho trận chiến gọi là nó gọi là căng thẳng hơn. Đúng rồi, nó căng thẳng hơn các bạn nhá. Ok. Trời. Đợi cho địch đông thêm một tí nhá các bạn nhá. Đấy. Teo. Nhà cứ như là bài ca diễu hoài các bạn, bắt đầu đông đông rồi đấy. Trời, đông quá đông. Thế này thì địch chịu rồi các bạn ơi. Team mình được mạ vàng mà. Để xem nhá. Sức mạnh của con cung này khác gì so với con cung bình thường kia các bạn nhá. Xem sức mạnh con cung này khác gì so với con cung bình thường. Ui 76 đam luôn à. Anh em tin mình bắn thẳng vào tượng không? Không được à. Ui bắn một đầu 105 đam. Ôi dồi ôi. Với một cây cung vàng anh ta có thể tiêu diệt được một người khổng lồ. Mày đẩy lên chơi gào này. Đẩy lên. Chết. Ôi bạn ơi. Đen quá. Lên tiếp anh ơi. Để xem mình bắn vào tượng không. Không mình không bắn. No. Thôi tèo. Máu mình mất nhiều quá. Này thì nhờ này. Pro bắn cung này em nhìn nè. Bad hot 105 máu. Quá căng thẳng. Thôi chuẩn bị đi đời rồi. Quần anh đông như thế này cơ mà. Đông như kiến cỏ thế này thì tội gì. Ngồi bấm một tí các bạn nhá. Mình bấm xong cái này mà địch còn không đông. Quân địch mà không đông lắm mà mình nã cho chết luôn các bạn nhá. Ok. Ba con người khổng lồ, ba con phù thủy cũng khá được ấy cả nhà các bạn nhé. 5, 4, 3, 2, 1. À bắt đầu ra Spartan rồi đấy. Spartier. Nào mình nghĩ là chuẩn bị ra thêm quân này. Chắc chắn luôn này. Đấy. Quả này nó chỉ ra Spartan thôi.
sau khi sử dụng xong mười mấy cái cung vàng này nữa đấy, mình phải tốn rất nhiều kim cương tím hay được gọi là adamantite đấy, để gọi là mua thật nhiều cung vàng đấy các bạn. Bắt đầu ra kiếm rồi, hơi lag rồi, chúng ta cảm nhận được sự lag của đồng hồ cung này. Oh shit. Đây, chúng ta hãy chờ địch xem nào. Quân lính của địch gồm 3 người khổng lồ, rất nhiều tay sai của phù thủy, một hãng 3 Spartan, 2 cầm kiếm, bắt đầu thêm 2 cầm cung, 3 phù thủy nữa. Còn bên quân lính của xung quanh 3 chính là 1 hàng kia, 2 hàng thiên và một đống cung vàng. Tấn công. Oh yeah. Oh yeah. Lên đi môi. Ui dồi. Ui dồi. Ui ôi, anh em nhìn đam của nó kìa. Ôi nhìn 38 liên xoạch 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 luôn. Quả này bắn tượng thì thôi rồi, lượm ơi các bạn nhé. Này em nhìn nhé, nhìn này. Ấy tượng kìa. Mình không nghĩ là cái con cung này bắn tượng lại khủng đến vậy em nhìn nhá. Nhìn cái con cầm kiếm kìa. À không, bọn cung mình vẫn đang bắn tượng các bạn. Hay quá, lính sờ bắt thạt. Ốp. Ok, sao lại bị giết rồi, địch giết hết rồi. Đây này, nó chưa hiện màn lên mình đã chơi lừa các bạn, thật là VIP quá đi. Cái gì sống sót đến kiểu không? Từ từ để mình xem cái này nó có cái gì trước đã. Đâu, sao có gì ra đi. Anh bấm người khổng lồ ra này. Mình sẽ cho thằng này biết thế nào được gọi là lấy lọ, mặc dù đang chơi cung vàng. Nhưng mình sẽ thử. Đây là một trận chiến giữa hai thằng đầu cắt mỏi. Một thanh niên đầu cắt mỏi và hai thanh niên đầu cắt mỏi. Đây. Chà, địch có vẻ mạnh hơn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Lấy thịt đen người anh em ơi, lấy thịt đen người anh em ơi. Nó dám chém con mình kìa. Ấy. Nhơn. À, như vậy là cái bàn này không hay lắm bạn nhé. Chén man này. Sang chế độ chơi này, chế độ cực khó để cho nó máu. Cung này, ok tiếp tục. Bắt đầu với một lượng vàng cực cao. Không phải trang phục. Mình cần cửa hàng, mình cần mua cung vàng. Hết vàng rồi quân ơi. Hết tiền rồi, giờ mua vàng thôi, ok. Phải bấm liên thanh được bạn. Ôi. Ô, mình chỉ cần dí 3 ngón tay mà cùng một lúc thì nó sẽ mua 3 cùng một lúc bạn ạ. Như vậy là 3 cùng một lúc thì quá ngon luôn. Bảo sao tốc độ nó nhanh như thế này. Oh shit. 173 luôn. Ok, bắt đầu thôi nào. Nâng cấp này. Nâng cấp này. Thực ra mình muốn hoàn thành thành tựu một chút bạn ạ. Đấy, đấy được chưa? Đấy. 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 Đấy, lớn rồi con ơi, được rồi, xong rồi. Nào. Bà này bà chúc mình tốt. Mình chết, bà chúc mình khỏi chết, không chết và cố gắng win. Ok. Mình nghĩ là trận này mình sẽ thắng nhanh. Mình sẽ đợi đến cái trận mà thích nhất các bạn nhé. Đấy, tu 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 tu. Mình sẽ thử cho bằng này liệu có thể ăn được con người khổng lồ kia không nhá. Đấy, mới có vài con thôi này. À, lẻ tẻ vài con này. Em thấy chưa? Ui, này khổng lồ nó không chịu đẩy lên các bạn ạ. Ờ, nhưng mà nó vẫn thua thôi. Quân mình mạnh quá rồi. Ôi rồi, thua rồi bạn ơi. 2, 1, 0. Thực sự thì máu bọn cung vàng này cũng trâu phết đấy các bạn. Bọn này tên là cung vàng đâu phải để đùa đúng không? Oh shit. Thôi máu đi bạn ơi. Ôi trời, phun máu. Ôi trời. Này thì tượng này, em nhìn nhá. Nhìn cái bọn Spartan này, nhìn cái thằng Spartan này, nhìn này. Này. Ê. Này đi. Này thì Spartan này chưa kịp làm cái gì đã chết rồi các bạn. Thật là tội nghiệp. Này thì người khổng lồ này. Này thì người khổng lồ. Ui, sao một đợt tên hẹo hơn bạn nhá. Ok. Bà thích chúc cháu không? Bà chúc cháu ngủ ngon à không? Cháu chúc bà ngủ ngon hai đại nhá. Nào. Ok. Những skin Spartan kia gần đất xa trời rồi. À không, thanh niên vẫn sống. Rất may mắn là team mình đã phá hủy được tượng. Không thì thanh niên kia cũng hẹo rồi bạn nhá. Nào. Bạn. À đây. Cái này nó mới phù hợp này các bạn. Mục đích của mình là cái này này. Cái này địch sẽ ra quân rất là nhanh. Theo mình nghĩ đúng như vậy.
Đúng 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 là như vậy được bạn ơi. Trời ơi, địch ra quân sẽ rất là nhanh nên mình phải triệu hồi ra quân đâu bạn ơi. Không phải dạng vừa đâu, lịch này căng thẳng lắm bạn ạ. Nó ra đông lắm. Vì team mình cũng Infinity vàng, team nó cũng Infinity vàng. Mà lần này quân lính lại có thể ra nhanh được nên là suy ra chúng nó ra nhanh lắm bạn. Sớm xét mưa tên bão máu các kiểu các bạn. Búp đi tận răng luôn bạn nhá. Búp đi tận răng luôn này. Không thì chết bạn ạ. Đấy. Lên em ơi, lên 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 lên. Lên đi, lên đi, lên đi. Bắn hẹo hết bọn kia đi. Càng ngày team mình lính mình càng đông mà bạn. Mà càng ngày lính thì cũng càng đông. Đây là trận chiến căng thẳng ngàn cân treo sợi bún. Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Vâng, và thắng có vẻ đang nghiêng về bên phía của rùa ba. Ông trời có vẻ đang nói rằng là mày không ăn được người chơi đâu, thua đi. Ôi lui em ơi, mình đang vẫn đang ở trong trạng thái lui mà. Không sao, mình không phải sợ nữa bạn, mình không phải ấy nữa. Giai đoạn đầu thì chúng nó mạnh hơn hẳn, nhưng mà không đủ tuổi. Em nhìn này, nay thì giờ bát tạt có mạnh hơn hẳn đấy, có mạnh đấy. Oh shit, địch có vẻ là hơi đông quá rồi. Ta sẽ dạy cho người thế nào được gọi là lấy độ. Đấy, em tí nữa mình sẽ quay xong hết một bao nhiêu con này, tức là tầm khoảng là mình quay phải 50 mấy con ấy. Bão máu này. Ý, còn lâu mới chết được bạn. Con mình còn lâu mới chết được nhá. Này từ từ để mình vào đây mình mua thêm bão máu cái. Đây sẽ là một trận chiến ngàn cân treo sợi bún, rất là căng thẳng luôn bạn. Ok được rồi đấy. Nào. Rất là khốc liệt luôn bạn. Mình đành phải sử dụng thêm đồ được bạn. Phải chơi đồ thêm thôi thì may ra mới thắng được địch nhá. Thề địch cũng khỏe với đấy, anh em nhìn này đấy, địch cũng căng thẳng phết đấy. Anh cũng lên luôn, địch nó cũng ultimate như thế thì mình cũng phải ultimate theo nhờ. Lên lên bô, lên 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 lên. Nhìn anh em chỉ cần nhìn bọn sở bắt than kìa. Ôi giời ơi, nhìn thằng người khổng lồ nhá. Ôi giời ơi, quá nhỏ luôn. Chẳng qua đấy là do team mình chưa đẩy thôi. Team mình mà đẩy thì nó phải như thế này coi nhá. Bắn chết hết bọn cầm cung đi. Đấy. Lui. Bọn này nó lui rồi thì mình cũng phải lui thôi bọn này. Nhá, anh đợi chú hoàn thiện quân lính đi nhá. Đấy. Mình chờ nó các bạn. Mình mạnh mà. Ok, team địch bắt đầu triệu hồi ra cực kỳ nhiều người khổng lồ. Thì mình cũng triệu hồi ra cực kỳ nhiều cung vàng. Trận chiến rất là căng thẳng. Lần này mình nghĩ mình sẽ lấy chiếm ưu thế trước bằng cách là mình tấn công trước bạn nhá. Lên em ơi. Này thì người khổng lồ này, người khổng lồ này. Úi rồi, người khổng lồ team địch chết như dạ. Rất căng thẳng, đây là một trận chiến ngàn cân treo sợi bún. Trận chiến của các cầm cung cung vàng và những thanh niên khổng lồ. Quá là căng thẳng. Chiến này mặc dù có thể kết thúc trong giây lát, chỉ cần bật Archer One Hit là có thể tiêu diệt được tất cả, nhưng không. Nếu làm như vậy thì rất là chán chơi. Chán chê bạn ạ. Anh em xem người khổng lồ nhá. Nhìn này, Spartan này. Ôi dồi ôi, người khổng lồ này, em nhìn người khổng lồ này. Ôi dồi ôi, Spartan này. Này thì Spartan này. Đấy, em nhìn người khổng lồ nhá, nhìn thằng người khổng lồ kìa. Oh shit. Oh shit, người khổng lồ. Ôi giời ơi, thật là tội nghiệp quá đi. Nào, mình sẽ kết thúc trận chiến này theo cách riêng của mình. Đấy, lên em ơi, mình không cho thiêu quân nữa, nó ác lắm bạn. Ok, địch đã bị đẩy vào đường cùng rồi. Thì mình bắt đầu đẩy lên rất là căng thẳng rồi. Bay màu, rất kinh. Một ui ôi, anh em có thể nhìn thấy cái tượng của nó kìa. Nhìn thấy người khổng lồ nhá. Oh shit, ui ôi, bay màu người khổng lồ. Nhìn này, thật sự bắt than đứng đầu trước này. Ý, người khổng lồ này. Ôi rồi, thế cảm giác như là có một đoạn nào đó chúng nó bắn cả chùm tên xong chết luôn đấy các bạn. Ồ, cảm giác có đoạn nào đó chúng nó bắn cả chùm tên xong chết luôn đấy. Phê gì đâu các bạn ạ. Mình sẽ mua nâng cấp con người khổng lồ lên để tí nữa mình mang nó đi đập tượng đấy. Con người khổng lồ ra này. Rồi được rồi đấy, 60 cung vàng à. Ok, trận này chắc là mình chơi cho vui vui tí thôi các bạn, cho nó dài thời lượng video ra một chút. Mình sẽ thử chỉ cho 10 con cung vàng xem nào. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Nào, 10 con cung vàng cùng với một người khổng lồ, mình gặp tanker các bạn nhá. Đấy, căng thẳng chưa, lên em ơi.
Ê, cảm giác con người khổng lồ của mình nó thộn thế. Mình phải đi nhanh hơn qua nhá. Attack defense, attack defense, attack defense. Đấy, lê lê em ơi, mình sẽ thử đập con này một phát nha quả nhá. Mình mạnh hơn hắn mà. Nhân, tuổi tôm. Đấy em nhờ mình đập một phát lại còn để giữ chấn lại chứ. Sai quá là VIP luôn. Thực ra so về skin thì mình mạnh hơn hắn rồi. Không, mình sẽ không làm kẻ cái đâu, mình sẽ đứng làm kẻ gác cổng quả nhá. Thằng nào ra đây mình gõ chết. Này thì nhờ, đứa nào ra đây mình gõ chết luôn quả nhá. Cho, mình sẽ đợi cho gần kia nó bắn, bởi vì... sao bạn này bắn lâu thế? Lại phải để anh đập à? Đi rồi, địch ra rồi, địch ra rồi. Đây rồi, sắp đến lúc người khổng lồ phải đi đời rồi. Yes. Rồi, mình chỉ cấu máu địch thôi bạn, chứ còn 10 con cung vàng cũng khó ăn lắm. Nào, 10 con cung vàng thì hiệu quả ăn lại một người khổng lồ, rất nhiều Spartan, rất nhiều công kiến không? Xem máu của người khổng lồ nào, ui máu người khổng lồ tụt khá chậm. Không phải là một dạng quá nhanh nhưng không quá chậm. Vâng, người khổng lồ đã đập tới rồi. Đây là lợi thế của team địch. Vì sao? Vì người khổng lồ là một trong những quân đánh gần và team chúng ta là quân đánh xa. Gọi quân tiếp viện em ơi, gọi quân tiếp viện. Là có quân tiếp viện, team ta cũng phải có quân tiếp viện chứ đúng không? Mặc dù team chúng ta bất tử đấy nhưng mà tốc độ đánh chết địch lâu quá. Quân tiếp viện lên rồi. Đúng là quân tiếp viện. Oh shit. Cái mưa tên kia đam to quá. Không được rồi, mưa tên đam quá to à. Rất to và rất nguy hiểm. Nào xem nào, Spartan đỡ khiên này. Từ từ để mình lấy đây thêm máu nha quân nhá. Bão máu, đấy bão máu quân ạ. Ê, bấm liên thanh, bấm liên thanh, bấm liên thanh, bấm liên thanh. Mua thêm cung vàng nữa các bạn. Trận chiến cuối cùng mình sẽ chơi hẳn gọi là 200 con cung vàng luôn. Có vẻ như là 200 con cung vàng hơi nhiều một chút nhưng mà không sao quá nhá. 200 con cung vàng luôn. À quên mất, sử dụng 3 ngón tay bấm cùng một chỗ. Đấy. Ơi, bấm liên thanh đi quân ơi. Rồi được rồi. Úi giời, 202 luôn. Thôi, thắng rồi quân ơi, thua vào đâu được. Này, cho một phát này. Ok. Úi giời, một phát bay màu luôn các bạn. Thôi rồi. Không chơi tranh cúp vàng đâu các bạn, mình sẽ chơi cổ đĩa đây. À, đi chỉ đây. Cái gì cực khó đúng không? Chơi cực khó đây các bạn ơi. Cực khó thì chắc là một là mình chơi con kia, hai thôi mình chơi cái con là boss đi các bạn. Thần chết chơi hơi chán, thần chết chơi yếu lắm các bạn. Thần chết quá phèn nhá. Ultimate point. Rồi được rồi đấy. Tiêu. Mà binh lính cuối cùng này cũng không phải dạng vừa đâu các bạn nhá. Không phải dạng vừa đâu. Làm sao để có mỗi cái hàng trên thôi nhỉ? Mình không biết cách làm sao để còn mỗi hàng trên thôi. Thôi kệ đi quân ơi. Đấy. Team địch cuối cùng, quân lính cuối cùng cũng không phải là dạng vừa đâu các bạn. Vừa đâu. Xem nào, quân mình như thế nào rồi nè. Cũng đồng phết nhỉ. Thực sự thì địch một trong những quân lính cuối cùng ấy là rất là mạnh các bạn. Nếu bạn nào không biết như vậy thì nó rất là mạnh luôn. Thề bọn ấy nó mạnh đến mức kinh hoàng luôn đấy. Bọn này toàn chơi đồ lava thôi. Ít nhất thì nó cũng tạo ra mấy con người khổng lồ. Khi mình chơi ở chế độ bình thường thì nó sẽ kiểu như nó không tạo ra người khổng lồ đâu. Nó chỉ đầu tiên nó sẽ tạo ra Spartan trước. Dám ma với cái trò trả trâu đấy mới thừa quá nhá. Nhưng do cái này nó nhiều tiền nên nó triệu hồi ra luôn phù thủy với cả người khổng lồ. Đấy, cho hết 200 con này cũng lâu phết bạn ạ. Thế nào? Úi giời, cũng đông phết rồi đấy. Bật quất roi em bạn nhá. Không biết mình có thể ấn hại một phát hai con không? Không được quan ạ. Không được. Được cái là sao liên tục đi quan ạ. Thấy chưa? Đi rồi. Đấy nó bắt đầu ra Spartan ở đây. Hết người khổng lồ lại Spartan. Quá là căng thẳng, rất chi là nguy hiểm. Nhưng từ vị trí của hai team, thế dùng hai ba đã có gần 100 cây cung vàng trong làng bắn tỉa rồi. Đấy. Còn team địch thì có rất nhiều lava guava, rất là căng thẳng luôn. Hai người khổng lồ, rất nhiều phù thủy, một cầm cung rồi, bắt đầu đã có cầm cung rồi. Có vẻ địch thấy cung vàng chúng ta trói lọi ở mắt địch để gây gọi là hiệu ứng hào quang. Địch cũng học theo cầm cung nhưng cùng là cung lava. Thực ra ấy, cung vàng nó chỉ trâu với cả đam to thôi. Chứ còn cung bình thường mà mang skin lava mạnh phết thì nó tăng đam.
xong rồi mình đánh vào địch, mình bị mất máu, nó cũng mất máu như mình nhưng mà kiểu phản đam ấy, phản đam nhưng không phải phản nhiều lắm. Ba người khổng lồ rồi, team chúng ta có bao nhiêu rồi? Hơi giật giật rồi đấy, 100. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho nốt 200 con nữa các bạn nhé, 100 con nữa chứ nhỉ. Ôi giời, quá là xịn sò luôn nhờ. Ok bạn ơi, đây sẽ là một trận chiến ngàn cân treo sợi tóc. Vì đây, anh em biết là sao không? Tại vì ấy, là bọn này nó còn có bot nữa. Oh shit, có vẻ hơi lag rồi đấy nhỉ. Thôi mình nghĩ vậy thôi, quả nhiên 120 con rồi, hơi lag lag. Các anh em cũng không thích xem lag lắm đúng không? Lag quá xem hơi chán. Ờ đấy, đi rồi. Ghi lại, nhìn bọn này, ôi giời bọn nó đít kìa. Xem này, ấy sợ xếp hàng để bắn không bạn nhá. Này thì một người khổng lồ, hai người khổng lồ, ba người khổng lồ đi rồi. Mạnh chưa? Thề bọn cung này mạnh cực kỳ. À mày phán quốc hả mày? Mày phán quốc hả mày? Phán quốc này, bọn phán quốc này. Ừ, trời ơi. Cảm giác như là có một đợt nào đó mà bọn nó bắn đúng một hit thôi bạn nhá. Ờ cảm giác như là cảm như là có một đợt nào đó nhá mà chúng nó bắn kiểu như là dồn một đống tên luôn bạn nhá. Thì em nhìn này, nhìn con người khổng lồ nhá, còn nguyên máu xong tự dưng lại hết sạch máu luôn. Ôi đây rồi, bọn đây rồi, bọn đây rồi, bọn đây rồi. Chúng ta hãy lui đi, chờ bot đến quả nhá. Ừ, chờ bot đến. À con này đập cua 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 mũ may thôi các bạn, con đằng sau đít về VIP. Này này, mày định chơi ai hả? Mày định chơi ai? Ừ, trời ơi, dồn lui về em ơi, lui về. Bọt rất lạ mạnh, nhìn trông rất lạ ngầu, nhưng liệu ngầu như bồn cầu hay ngầu như bà bầu đây còn không biết nữa. Chúng ta hãy chờ xem khi bot chạm tới vạch đây. Anh em tấn công, anh em tấn công, đừng để cho bot chạm vào ngà. Lên xem đây, sức mạnh cung vàng chá. Oh shit, ôi ôi, lác 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 các kiểu con đà điểu luôn. Ô kìa, cái gì mà hẹo luôn rồi, vô lý. Thì mình đã làm gì đâu mà hẹo rồi. Ôi mày cười hả mày? Nhầm bèo hết thoát. Nhưng mà thôi, chắc là clip này của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu có ai còn chỉ một like mình xem nó kỹ nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.